Coffee. Llama like coffee. A, B, C, or D. Now, who can? Okay. Mời bạn mời bạn Hữu Thủy. Câu hỏi câu số 2 là thế nào em? Em thưa cô, câu thứ hai là thầy phù đình Dựa vào đâu em biết? có chữ nọt quá. Rồi. À, vậy thể phủ định của thi hiện này đơn có công thức thế nào? Ngư công chủ ngư công với Ơ, không thuộc à? gì khán qua đoàn em quên à đủ nó đốn hoặc đỡ dân Rồi, công gì? cộng với đồng tư nguyên thể Đúng rồi. Vậy bây giờ ta nhìn muốn còng đôn hay còng đơ dần là phụ thuộc vào chủ ngữ. Chủ ngữ là từ gì em? chủ ngữ là từ làng Làm thuộc nhỏ mẹt mấy? thuộc nhỏ bé hải Rồi nhỏ mẹt hai thì đồng từ tờ đồng từ gì? đỡ À, vậy cho đỡ một đáp án nào? dạ đáp án đế. À, chỉ gọi đáp án đấy mới đúng được. Đúng không? Doesn't like. Lam doesn't like coffee. Lam thì không thích cà phê. Đấy. Sang câu số 3. The mother worked in the factory 5 days a week. Now, who can? À, mời bạn Đạt. Câu hỏi Đạt câu số 3 là thể gì em? Chào người cô là Thể gì nữa? chào người cô là thầy nghi vấn À, đúng rồi, viết sao? vì ở sau cuối cùng là có dấu hỏi Đúng rồi. Thể nghi vấn của hiện tại đơn có công thức thế nào? đúng biết ở công chủ ngữ có À, do hoặc does, công chủ ngữ công cái gì nữa? vợ nguyễn thể À, chính xác, đúng rồi. Chủ ngữ của câu số 3 là từ gì? à, gió mát thôi Do má ra thuộc nhỏ mẹt mấy? thưa có là S2 Thứ hai thì còn do hay does? công đỡ Rồi, vậy does thì chỉ có C và D. Vậy bây giờ em chọn C hay chọn D? cháu thưa có là tròn xế của ạ Tại sao không chọn D? vì Đây là gì vì sẽ là chia không? chia đồng tư của Vì sao D không được chọn? Vì D ở đấy đồng tư thế mẹt có được không? tư chia Đó, đồng tư chia không được, đúng không? Phải sáu đúng hoặc đỡ là đồng tư phải nguyên thể mới được. Còn ở đấy đáp án D là chia được. Đó. The mother works in the factory 5 days a week. À, mẹ của bạn làm việc trong nhà máy 5 ngày một tuần phải không? Câu số 4. Now, who can? Để ta dùng những cái gì lý luận của chủ, những cái gì chúng ta đã học để ta áp dụng để giải bài tập. Chứ không giải theo cảm tính. Đúng không? Không hề giải theo cảm tính. Mà dựa vào cái lý thuyết ta đã học. Mời bạn Hoài. Câu số 4 thế nào em? em thưa có số 4 là ta cho Câu hỏi ta đấy. thể nào Yes, thầy Nguyễn thầy. khi nói thể là em phải nhớ đến khẳng định, phủ định, nghi vấn. Thầy nghĩ vợ anh có ạ. Nghi vấn thế nào là gọi là nghi vấn? Em có hiểu đâu, cô đã dạy rồi em có hiểu đâu. Thể khẳng định là không có nốt, kết thúc bằng dấu chậm mà không có nốt. Con thể phủ định là có từ nốt ở đâu ngoặc ấy. Con thể nghi vấn là có dấu hỏi gì ở sau không ấy. Vậy câu này thế nào? Áp dụng công thức của thầy nào? Thầy nghĩ vậy. Nghi vấn đâu mà nghi vấn? Câu Thầy hỏi khẳng dấu hỏi đâu mà định. nghi vấn? Thầy khẳng định. À, thể khẳng định. Thể khẳng định thì mới có chủ ngữ cộng đồng từ nguyên thể hoặc thế mẹ đẻ chứ, đúng không? Dạ. Rồi, vậy bây giờ câu hỏi. Chủ ngữ của câu số 4 là từ gì? Lán em bá. Đúng rồi, chủ ngữ đó ít thích nhiều.
Lát số nhiêu? Cột nhỏ mẹt mấy? S1. Nhỏ mẹt 1 thì đồng tư như thế nào? Đồng tư Nguyễn Thể. À đây, em suy ra được đồng tư Nguyễn Thể là vì như vậy đó. Vì là ở thể khẳng định nó có những cái công thức cái thể. Chứ tự dưng em đưa sang thể nghi vấn nó được. Nghi vấn thế này. Đấy mới gọi là nghi vấn này. Lan and Ba always study English. Lan và Ba thì luôn luôn học tiếng Anh. Câu số 5. My children have music twice a week. À, mời bạn Phương Uyên. Câu số 5 thể nào Phương Uyên? Tôi có là thầy phủ định. Có con nót đâu mà phủ định nhé. Nói rơ rơ. Thầy khẳng định. Ờ, không phải phủ định được cái sáng khẳng định. Nhớ lại cho cố này, cần hợp nhớ lại này. Quên hết, nói cứ nói rơ rơ gà rơ. Cái thể khẳng định á, là nó có công thức cái này này. Nó kết thúc bằng dấu chấm này. Trước nay chẳng có not gì hết. Không có not gì cả. Và công thức là chủ ngữ cộng đồng tư nguyên thể hoặc thế mẹ đẻ. Còn cái thể phủ định á, cái thể phủ định á, là cái thể mà có từ not xuất hiện. Chứ khi đó ta thêm đúng hoặc đỡ trước not. Rồi cộng đồng tư nguyên thể. Còn cái thể nghi vấn á, là cái thể mà, sorry, cái thể nghi vấn á, là có kết thúc bằng dấu chấm hỏi, gọi là thể nghi vấn. Còn cái loại công thức cuối cùng, đó là câu hỏi có thông tin thì lại tư để hỏi trước thể nghi vấn. Đó là, nên câu hỏi thể là các bạn phải biết được câu đó mà kết thúc bằng dấu chấm, không có not là thể khẳng định. Kết thúc bằng dấu chấm mà có not ở trong ngoặc. Đây này. Đây, thì gọi là thể phủ định. Còn kết thúc bằng dấu chấm hỏi thì đây là thể nghi vấn. Đó, các bạn nhớ chứ cố những cái tư cố gọi thể đó. Sau này con học thể rất nhiều. Rồi, vậy câu số 5 thể nào em? Có thể khẳng định. Rồi. Vậy thể khẳng định có công thức là chủ ngữ cộng đồng từ nguyên thể hoặc thế mẹ hoặc s. À, câu hỏi chủ ngữ của câu số 5 là từ gì em? Dạ, sẽ có là my children. Children thì thế nhiều. Dạ, số nhiều. Thuộc S1 hay S2? Thuộc nhóm S1. S1 đồng từ nguyên thể hay chia? Dạ, có là đồng từ nguyên thể. À, vậy ta chọn đáp án nào? Đáp án A. Đáp án A. Đấy, cứ lập luôn như vậy không bao giờ sai được. Câu số 6 nào. Tiếp tục câu số 6. Câu số 6. Những bạn khác mạnh nhanh phát biểu tiếp. Cứ mấy bạn cứ trở đi trở lại như vậy à? Đâu những bạn khác nữa đâu. Mời bạn mời bạn Quang Đắc. Câu số 6 thì em nó thế nào? Cháu thử có câu số 6 là thể nghi vấn. Dấu chấm hỏi mà bằng nghi vấn đó. À quên. À quên. Vừa dạy xong. Khẳng định có. Ừ, khẳng định nhớ chưa? Nghi vấn là kết thúc dấu chấm hỏi nè. Khẳng định là kết thúc dấu chấm mà không có not nè. Phủ định là kết thúc dấu chấm mà có not nè. Nhớ luôn nè. Rồi thể khẳng định. Thể khẳng định có công thức là. À gì? Chủ ngữ đáng nói đó. Chỗ thừa cổ là chủ ngữ công cho đỡ. Quên nè. Nghỉ ngất quảng mấy bữa là quên hết công thức. Chủ ngữ công đồng từ nguyên thể hoặc thêm mẹ hoặc thêm e. Đúng không? Rồi bây giờ câu hỏi đăng. Chủ ngữ là từ gì? Chủ ngữ là his father. Ít thế nhiều. Số ít. Thuộc nhỏ mẹt mấy? S1. Số ít mà S1 à? À S. Ừ, S1 cũng được thì S2 thôi. Từ nhỏ mẹt 2 thì cộng đồng tư như thế nào? Cộng đồng tư thể mẹ hoặc S. Rồi, vậy đồng tư phân lái này chia theo quy tắc mấy? Dạ, chia theo quy tắc bốn nó mới bốn ngơ ngơ ai bay cho em nó là quy tắc bốn hả ai bay cho em thì tư phân lái là quy tắc bốn với học cái thuộc vào quy tắc một này hai này ba này bốn này nếu bốn được thành thứ hép à hả quy tắc mây
Ba. Ừ, quy tắc ba. Thế nó đắng cùng chữ học chặt mà em đó. Vậy học cho chặt vào. Rồi, vậy bây giờ nói. Vậy quy tắc ba thì ta làm gì đây? Dạ, chọn ý xế. À, chọn ý xế, chuyển đi dài thành ý ngắn nữa thêm. Rồi. My father often flies to the USA. Bố của tôi thường bay đến nước Mỹ. Câu số 7. This man not stay home once a month. Mời bạn à. Chữ Thủy. Câu số 7. Câu số 7. Thể nào em? Em thưa cô, câu số 7 là thể phủ định. Rồi, thể phủ định hiện tại đơn có công thức thế nào? Thể phủ định hiện tại đơn có công thức là chủ ngữ cộng với đốn, đỡ dân cộng với động từ nguyên thể. Chính xác. Chủ ngữ của câu này là gì? Là gì mén. Ừ, ý thế nhiều. Là số nhiều. Số nhỏ mét mấy? Là số nhỏ S1. S1 thì cộng gì? Cộng với đốn. À, và đồng tư. Đồng tư nguyên thể. Hay chọn là chọn đáp án A. Đấy, rồi, ok. This man don't stay home once a month. Những người đàn ông này không ở nhà một lần một tháng. Number 8. Miss Lien miss her family so much. Mời bạn ạ. Bảo Anh. Câu số 8 thế nào Bảo Anh? Câu số 8 là thầy khẳng định. Thầy khẳng định có công thức thế nào? Thầy khẳng định là có công thức là chủ ngữ cộng đồng tư cộng với là đồng tư như thế nào? Đồng tư đồng tư thêm s hoặc s. Đồng từ nguyên thể hoặc thế mẹ hoặc thế mẹ. Rồi, vậy chủ ngữ trong câu này là từ gì? Miss Lin. Ít thế nhiều. Là số ít. Thuộc nhỏ mẹ mấy? Thuộc nhỏ mẹ thái. Ừ, nhỏ mẹ thái đồng từ nguyên thể chia. Đồng từ chỉ. À, vậy ta chọn đáp án nào? Đáp án B. Vậy ở đấy đồng từ chia theo quy tắc mấy? À, là chỉ theo quy tắc một. Một đúng không? Một ngơ ngỡ. Tức quy tắc hai. Sáng xuân đưa chữ không sao đúng không? Quy tắc một là quy tắc một là quy tắc thông thường, thế mẹ là được. Đấy, quy tắc này nó phải thế mẹ. Có tấn công là đuổi chữ sơ. Sáng. Đấy. Miss Liên, Mrs. Family so much. Cô Liên thì luôn 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 nhớ gia đình của cô ấy. Câu số 9, mời bạn Bảo, bạn Lý Bình. Câu thứ 9 là ở thể nào đó em? Em thức cố là thể nghi vấn. À, thể nghi vấn, mà ở dạng câu hỏi gì? Ở dạng câu hỏi số ít. Câu hỏi yes no hay câu hỏi có thông tin? Em thức cố là câu hỏi có thông tin. Rồi, câu hỏi có thông tin của công thức cái nào? Từ để hỏi công đủ hoặc đỡ công chủ ngữ công với nguyên thể. Rồi, chủ ngữ của câu là từ gì? Chào cho cô là gớn. Gớn là thôi á. The girl. À, the girls. Rồi, chủ ngữ ít thế nhiều. Chào cho cô là chủ ngữ số ít thuộc nhóm S2. Chỗ mất ít. À, chủ nhật số nhiều cộng nhóm S. Chủ nhật số S1. Ừ, S1. Vậy cộng trừ đồng tư gì? Cộng trừ đồng tư đủ. Đủ được ở đâu? Đủ. Tôi cố là đủ đứng sau tư để hỏi. À, đứng sau tư để hỏi và đứng trước chủ. Chủ ngữ. Vậy cho là bạn nào đó? Là bạn C. À, là bạn C. Đấy. What do the girl do every month? Thằng thẳng thì những cái cô gái đã làm gì? Number 10.
Peter have tea every morning. Mời bạn mời bạn Anh Khoa. Câu số 10 thể nào? Đó có nó thầy khẳng định. Đúng rồi. Cũng như lắm đơn gì? Nó có trường hợp là Peter. Peter. Nó có thuốc nhỏ mệt hại. Nhỏ mệt hại đầu tư nguyên thế chứ. Nó cậu là chị. Mày đầu tư đó chưa theo nhỏ mà trên cái cách mấy? Với tất bộ. Đúng rồi, mày phải chọn là ta. Si. À si, đấy. Trước trôn bát. Thì mới gọi là hiểu bài. Chứ cứ làm theo quản tịnh rồi là làm theo cái cảm giác của mình, nó đôi lúc nó hỏng hết vấn đề nhá. Rồi con ta phải lập luôn cho chặt chẽ như thế. Mơ lì khi chúng ta lập luôn chặt chẽ là chúng ta rất ghi nhớ được công thức, chứ con ta mà không lập trình chặt chẽ dần dần nó quên hết công thức luôn. Câu hỏi một số bạn mà được đánh giá là giỏi trong lớp mà vẫn người quên, quáng đáng vẫn người quên, nó vẫn quên công thức. Mỗi lần chúng ta luyện tập là ta cứ xem lại công thức để nhớ và thuộc luôn. Một lần, hai lần, ba lần là chúng ta phải thuộc luôn. Rồi, vậy là chúng ta vừa làm bài tập thứ nhất để luyện lại công thức lần thứ nhất. Bây giờ ta tiếp tục làm bài tập tiếp theo. Chúng ta làm bài tập tiếp theo. Give the correct form of the verb of the following sentences. Chia động từ trong ngoặc cho cả câu sau. À, vì thời gian là chỉ còn 16 phút nữa, nếu các bạn chép cả D mà ghi cả D cả bài làm á thì sẽ rất là lâu. Nên cô cho phép các bạn chỉ ghi kết quả của bài này. Còn về nha, chúng ta mới ghi lại. Chúng ta mới ghi lại cả bài cả đáp án. Còn bây giờ chậm là ta chỉ ghi đáp án không thôi. Các bạn có hiểu không ấy? Ghi đáp án không thôi. Và đúng đúng 10 câu ta làm trong vòng 10 phút cho cô. 10 câu trong vòng 10 phút. Và nhớ đối với câu nào mà câu hỏi ấy là cả ta phải ghi cho cô từ đâu cho đến phần động từ luôn. Tức là có chủ ngữ phải đưa cả chủ ngữ vào cái phần đáp án của các bạn luôn. Thì chắc các bạn nó được không cần đi vào cầu con câu hỏi gì ấy. Từ đâu đến động từ luôn được chị cô. Đúng rồi. Câu hỏi là ghi từ đâu đến động từ. Còn cả câu khác, câu phủ định, câu khẳng định khác chỉ cần ghi đáp án. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta làm nhanh nào. Chúng ta làm nhanh. Nhận diện cho được đâu là thể khẳng định nè, chia thế nào nè, phủ định nè, hay là nghi vấn, công thức nè, chia nè. Cô Hoa lúc này đụng được 7 câu em. Em đã đổi chiều đụng được 7 câu. Em thưa cô là em được 5 câu. À, 5 câu. Điểm. Cô ơi, cái câu nắm em ăn thành câu sọ thì được cô chậm lại cho em với cô. Rồi, ok em.
Cô mơ ơi. Dạ ai thật à, mẹ là mẹ của bạn Lý Bình. Lý Bình bị sốt, siêu sốt lên. Cô cho bạn Lý Bình ra ra khỏi phòng vậy. Ồ thật, dạ rồi ạ. Phụ huynh cho cháu nghỉ đi ạ. Khi nào cháu khỏe làm bài thì gửi cho cô xong được ạ. Dạ dạ dạ, chào cô nha. Ừ vâng ạ. Ổn mà không giảm chín cô nghỉ nữa nhá. Cháu gửi bài nữa cho cô rồi đó, đó. À rồi ạ. Dạ dạ. Của bạn Quang Đăng, chú ý vô cô ghi lại cái câu trả cho cô luôn này. Câu 1 rồi, câu 2. Câu 2 rồi, câu 3. Câu 4 Quang Đăng sai nhé. Câu 4 sai nè. Câu 5, à câu 6 sai. Câu 8 sai. 4, 6, 8 sai. Của Hiếu Thủy. Hiếu Thủy thì này này. Cô ơi, cô. Ừ, nói đi em. Em nó có nhóm của cậu gì nữa không? Em có cậu Zalo đó. Dạ có cậu ạ. 0984676207. 0984676207. Của bạn Hữu Thủy. À, của bạn Hữu Thủy. Câu 4 sai. Câu 6, câu 5 sai, câu 5 nó thành câu 6 ấy. Ai em quên nữa. Câu 6 cũng sai luôn. Câu 7 cũng sai luôn. Đấy, 4, 5, 6, 7 là sai. 6 điểm. Của bạn Bảo Anh. Của Bảo Anh có 4 sai. Đấy, làm lực trực. Các bạn làm lực trực là cửa sai. Câu 6 sai. Câu 8 sai. 4, 6, 8 sai. Của Linh Đan. Linh đang đụng cô ba. Linh đang đụng được mỗi cô ba thêm ạ. Cô Quyết. Cô bốn sai. Cô sáu sai. Úi dồi.
4 sai và 6 sai, 8 điểm. Của Phí Hùng. Phí Hùng đánh số lại cho cô, em đánh số cũng chậm không? Bài cô số đang hoang nhé. Nó làm được cố mà nó mà biết được em sai số nào. Đúng không? Phí Hùng đánh số lại đi. Của anh Khoa. Anh Khoa số 4 sai, số 6 sai. Số 4 sai, 6 sai, số 8 sai. Của bạn Phương Dung. Số 4 sai, số 6 sai, số 8 sai. Đấy, các bạn tứ bị sai ở các câu đó. Của Lê Vinh. Lê Vinh chụp mơ của em ơi, em chụp lại cho cô, gửi em chụp rúng quá, rúng màn hình quá, nên mơ cũng đọc được. À cô, cái này nó em mấy điểm rồi cô? Nè. Rồi, tiếp tục. 6 điểm nữa chứ em. Có chấm điểm đóng cái gì? Rồi, của bạn Văn Quyết. Văn Quyết Lâm Làng em. Dạ. Rồi, như vậy mà người dùng đứng lập chụp nữa. Rồi, của bạn Sáng, Hữu Sáng. Số 4 sai, số 6 sai, số 8 sai, số 10 thiếu một ý, 6,5 điểm. Của bạn Mích. Số 3 sai, 4 sai, 5 sai, 6 sai, 8 sai, 9 sai, 10 sai, 4 điểm. Của bạn Hoài. Bụng sai, 6 sai, 8 sai, 7 điểm. Có là không không mời. Tất cả người quá ạ. Có nên mẹ. Của Phí Hùng. 4 sai, 6 sai, 8 sai, 10 sai ý 1, 6,5 điểm. Rồi. Lục chụp lúc bao giờ được không? Đó. Người cẩn thận vào. Rồi, của Tiện Đạt. Em được có là mọi người bài của. Của Tiện Đạt đụng cả rồi, là tốt. Đấy, Tiện Đạt tên năng lực làm là tốt chứ mày không. Chiều nó không chiều nộp bài nên bị kéo điểm xuống. Của Cáo Xuân Hoan. Câu số 2 sai, 3 sai, 4 sai, 5 sai, 6 sai. Nói chung là Xuân Hoan mới đứng được câu 1. Câu 9. Từng đó thôi, mới đứng được từng đó. 2 điểm. Của Phương Nguyên. Nguyên viết cả bài nữa nha. Của Phương Nguyên là
Sai câu 4. Câu 6. Con ơi đụng cả rồi. Đang bỏ tu bí is vào đấy em. Mình cầm lắm mà có is vào đấy. Ở đấy chỉ có đú đớ thôi. Nhưng mà giờ có is vào. Rồi, của bạn Hải An. Câu 3 sai. Hải An nghe nhá. Câu 3 sai. Câu 8 sai. Câu 10 ý 1 sai. 7,5 điểm. Của Phạm Duyên. Câu 4 sai. Câu 6 sai. Câu rồi, sai hai câu đó. Tạm biệt. Rồi. Bài này hôm sau cô sẽ chữa bài sau. Còn bây giờ chúng ta lấy điểm và chụp cái bài tập về nhà các bạn nhé. Chụp bài tập về nhà. À, của bạn Hải Án gửi đóng rồi rồi. Bạn nào làm chưa xong gửi bài tiếp đi. Gửi bài tiếp cho cô. Bây giờ các bạn chụp cái bài về tập về nhà này cho cô nè. Rồi, chụp bài tập về nhà. Bài tập về nhà giống như bài tập vừa rồi chúng ta làm. Về nhà có thời gian hơn thì chúng ta phải phân tích cho nó kỹ vào. Về về nhà chúng ta làm bài tập này là 1, vừa chép cái bài tập lúc này là 2. Chép lại bài tập lúc này là 2. Cái phần nào đúng rồi thì chúng ta chép cả. Còn phần nào chưa đúng thì chúng ta trừ cho trống. Hôm sau cô chữa bài. Đây là chúng ta sẽ ghi lại. Của bạn Phương Thảo. Đúng câu 1, câu 2, câu 5, câu 9, câu 10. Phương Thảo được 5 điểm. Ở những bạn nào mà được sửa điểm thì là lấy điểm mới nhé. Lấy điểm mới. Rồi. Bây giờ chúng ta bảo điểm, đọc điểm cho cô nhé. Vậy tổng có mấy con điểm cả lớp? Hai. Hai quá. Hai con. Ừ, tổng hai con điểm. Ôi, cháu xem lại phần bài tập của. Bài tập các bạn chụp rồi, chụp lên nhỏ nó đấy, chụp nữa các bạn. Rồi cậu ạ. Rồi các bạn chụp lên nhỏ nó linh đám nhá. Rồi, cái phần điểm này ta sẽ chuyển sang buổi 21. Chuyển sang buổi 21. Thôi cứ lấy trong buổi 20 đi, bữa sau ta chuyển sang buổi 21. Này thế nào ấy? Cứ buổi lại buổi 20 em cháu chuyển sang buổi 21 các bạn nhắc cố có tháng buổi 21 nhá. Linh Đan. Dạ. Bảo Anh. 10 bài của ạ. 9 bài của ạ. Phạm Duyên. 98 của ạ. Nguyễn Hoài. Nguyễn Hoài. Bài bài. Yeah. Lý Bình. Lý Bình giá rồi chị nào có. Lý Bình cái này mấy điểm này. Rồi Phước Uyên. 98 có ạ. Hiếu Thủy. 16 có ạ. Tiễn Đạt.
10 cô ạ. Tiến Dũng. Một quán đắng bảo điểm nhé, bảo điểm một ngày nhánh không hề bín. Tiến Dũng mời em. Phi Hùng. 7,6,5 cô ạ. Quá ai nói 7,6,5 đâu. Chào Phi Hùng ạ. Rồi 7,6,5 rồi. Ôi cô. Quang Đăng. Quang Đăng bảo trong này rồi đúng không? Quang Đăng mấy, Quang Đăng ơi, bảo điểm luôn em ơi. Tiện Dung là mấy này? Tiện Dung là 19. Tiện Dung. Rồi Văn Quyết. 10 cô ạ. Rồi Xuân Hoàn. 2,5 cô ạ. 2,5 thì mày. Có một con 2,5. Có 2,5. Có một con gì? Lê Vinh. Hai con có 7,5. 2,5. 2,5. 2,5 rồi. 2,5 không? Dạ. Rồi. Lê Vinh. 10 có ạ. Rồi. À, anh Khoa. 17 có ạ. Nhật Sáng. 16,5 có ạ. Hoàng Minh. 16,4. Phương Thảo. Mấy em? Phương Dung. Phương Dung. Đâu cả rồi? Phải á? Ok. Rồi mấy bàn bị áo rồi đấy. Rồi bây giờ ta nghỉ ở đây. Goodbye to you again. Goodbye. Goodbye to you again. Goodbye.